Ngôi làng bình yên ngày thường giờ đây lại trở nên nhộn nhịp, đông vui. Những ngày giáp Tết này, làng nghề tâm hương truyền thống Quảng Phú Cầu đón đông đảo du khách ghé thăm để lưu lại những khoảnh khắc rực rỡ sắc màu. Địa điểm này thật sự rất đẹp. Tôi đến từ Ấn Độ và tôi chưa từng thấy nơi nào giống thế này trước đây. Nơi này rất đẹp và tráng lệ. Những người dân thì tốt bụng và tôi hiểu là họ đã bỏ ra nhiều công sức để tạo ra một nơi tham quan đẹp như thế này cho du khách. Dù đã tồn tại hàng trăm năm tuổi, thế nhưng đến tận thời điểm này, làng hương Quảng Phú Cầu vẫn tồn tại song hành theo năm tháng, trở thành một trong những nét đẹp đặc biệt, khắc họa rõ nét văn hóa của làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Các cụ để lại này, hết đời, truyền hết đời này sang đời khác. Tôi là tôi cũng làm được, đúng là từ năm 12 tuổi, đi theo bố mẹ thì bố mẹ làm thì mình ngồi làm theo. Thắp hương là cái nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt Nam, nhất là cái dịp ngày mùng 1, ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết. Ngoài cái việc làm tâm linh ra thì người ta còn ngửi cái mùi hương bảo đảm thơm, dễ chịu và không độc hại. Những ngày cuối năm, mỗi nén hương làm ra tựa như những mong cầu của người dân về niềm hy vọng gìn giữ cái hồn của làng nghề. Sự tỉ mẩn trong từng động tác làm hương đã thay cho niềm tin, ước vọng, lòng thành kính của con người với tổ tiên, đất trời. Tôi rất là muốn các cái thế hệ trẻ phải lưu truyền cái nghề này, cũng mong làm sao mà phát triển càng ngày càng mạnh lên. Mình cũng làm nghề tâm linh, nên là mong muốn làm sao để cái nén hương của mình sản xuất ra để con người ta cũng tưởng nhớ đến tổ tiên, cội nguồn, những người đã khuất, mong làm sao cho một thế giới bình an, một đất nước thịnh vượng, một gia đình phồn vinh. Một vụ Tết tràn ngập sắc màu, may mắn lại tới với làng hương Quảng Phú Cầu. Bàn tay khéo léo của người thợ vẫn cần mẫn ngày đêm để đem đến những nén nhang thơm cho các gia đình, đền chùa, góp phần mang lại cảm giác ấm cúng, linh thiêng dịp Tết đến xuân về.